Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác đã truy cập vào kênh YouTube của Quang Minh Nhiều Đồ. Khá là lâu lên những cái dây tín hiệu để anh em có thể lựa chọn những cặp dây để thay thế vào những cái dây cũ, dây hỏng kém chất lượng cho anh em. Vì gần đây thì Quang Minh cũng tập trung làm nhiều về cái dòng DAC giải mã của Genet hay là những cái dòng củ loa của Piuler, và cũng ít lên cho anh em những cái dòng dây tín hiệu. Và clip này thì Quang Minh lại lên cho anh em cái bản dây tín hiệu dây bãi Nhật này, dây RCA hai đầu AV của Hitachi bãi Nhật, hay là những dây ba lăng cân bằng hai đầu calon đực cái, hoặc là những cái dòng dây dây súp ấy, dòng dây súp mà đầu calon cái ra hai đầu AV, hoặc là dây 3.5 ra hai đầu AV, hoặc là những dây mà đầu calon ra một đầu AV để anh em có thể lựa chọn nhé. Rất nhiều dòng dây tín hiệu bãi Nhật với giá rẻ để anh em có thể lựa chọn. Và cái kho dây bãi Nhật thì Quang Minh đã giới thiệu cho anh em có rất nhiều mã. Đặc điểm của dây bãi Nhật là lõi mạ bạc, khả năng chống nhiễu cực kỳ tốt với lớp chống nhiễu rất là dày. Dây thì có thể là dây màu đen như này, hoặc là màu ghi xám, hoặc là màu trắng cũng có. Và cái tiết diện lõi thì nó khác nhau, ví dụ như hai lõi, bốn lõi, hoặc sáu lõi, tám lõi, 10 lõi cũng có. Lõi càng nhiều thì tiết diện nó càng nhỏ, còn lõi càng ít thì cái tiết diện nó lớn. Dây lõi nhỏ, lõi lớn hay là nhiều lõi hay ít lõi thì vẫn đảm bảo cho anh em về cái khả năng truyền dẫn và cái đầu rắc thì tiếp xúc tối đa. Và cái dây thì có một cái lớp chống nhiễu thì đặc biệt, giáp chống nhiễu rất là dày, cũng là mạ bạc. Dây hai đầu calon đực cái này, dây bãi Nhật với bản này, bản màu ghi xám. Ngoài cái bản ghi xám này, màu đen hoặc màu trắng cũng đều có. Dây Proteria Hitachi nó đều là một anh em. Dây bãi Nhật với lõi mạ bạc, đầu rắc calon đực cái là sử dụng đầu rắc của Lưu Trích với những đầu rắc cắm tuyển chọn này cho anh em. Đấy, những cái rắc mà có ba chân như này là rắc calon đực. Đấy, và rắc có ba lỗ mà bên có cái rắc khóa này là rắc calon cái, để anh em phân biệt được đầu. Mình sẽ có một số thiết bị dùng cái dòng một dòng dây dùng cái dây mà một đầu calon cái, một đầu AV, hoặc một đầu con calon đực, một đầu AV. Tất cả các chân tiếp xúc ở phía trong, đấy, chân tiếp xúc phía trong này là chân mạ vàng. Đấy, đầu calon cái và đầu calon đực cũng vậy, là chân tiếp xúc mạ vàng. Cắm rút những cái này thì vô cùng êm ái và chặt chẽ anh, không bao giờ xảy ra cái hiện tượng lỏng lẻo, đấy, dẫn đến xôi sạn, ù lèn hay méo tiếng. Cắm rất là chắc nhé. Và khi mà rút ra thì nó có cái khóa, chốt khóa này, anh em ấn vào thì mới rút được. Rồi rắc chất lượng cao, tuyển chọn cho anh em. Dây của Proterra hay dây Hitachi thì nó sẽ có tùy từng cái thời điểm. Có những thời điểm thì dây thì nó là dây Proterra, có thời điểm nó dây Hitachi. Và dây bãi này rất là mềm, lớp vỏ ngoài vật liệu đặc biệt, chuột bọ nó không bao giờ nó gặm nhấm. Mình sẽ cắt một cái phôi dây ra để anh em thấy được cái kết ống của cái dây bãi Nhật này. Phôi dây này anh em này, cắt phôi dây bằng bản ghi sáng này. Dây rất là mềm này, theo khả năng truyền tải tín hiệu cực kỳ tốt. Cắt nhượng một chút này anh em, đây là cái kết cấu của cái lõi phía trong, cái lớp chống nhiễu mạ bạc cho dày như nào. Đấy, lớp vỏ ngoài rất là dày nhé, bảo vệ cái kết cấu dùng nói trong cực kỳ tốt. Và sau lớp vỏ là đến một lớp giáp chống nhiễu, cái chống nhiễu rất là tốt nhé, dày sáng. Đó, và phía trong này thì nó sẽ có những cái lõi dẫn khác nhau. Đấy, sẽ có những cái bản tùy theo hai lõi, ba lõi, bốn lõi, năm bảy lõi anh có. Đấy, cái bản này là bản ba lõi này. Nhưng mà lõi càng ít thì cái tiết diện lõi càng lớn, và cái bản nhiều lõi thì tiết diện nó càng nhỏ, mà nhiều lõi thì lại phải chia chập vào với nhau. Ít lõi thì mình chia cũng rất là dễ. Đấy, ba lõi dẫn, lõi mạ bạc, mỗi một sợi gồm rất nhiều lõi mạ bạc tơi và mềm này. Và những cái lõi mạ bạc tơi và mềm này thì anh em biết đấy, cho chất âm cực kỳ chi tiết và sạch sẽ, đều tất cả các giải nhá. Bát thì lực sâu, bên cạnh đó trung chép được thể hiện rất là tốt, trung thì ngọt và chép thì về giải chép, chép rất là sáng. Anh em mà đang sử dụng những cái dây lõi đồng ấy, mà thay bằng dây mạ bạc này đó, thì tiếng rất là sáng nhá. Đấy, nghe nhạc karaoke tiếng nó khác hẳn. Kết cấu của dây bãi Nhật đấy, đây là màu ghi xám, màu đen và màu trắng, cái kết cấu lõi như nhau, đều có chống nhiễu rất là dày, và trong này có những cái lõi dẫn mạ bạc đảm bảo cho anh em về cái khả năng truyền dẫn. Đó là cái dây ba lăng cân bằng hai đầu calon đực cái, sử dụng cái đầu rắc Lưu Trích. Và tiếp đến là những cái bản dây RCA hai đầu AV này, bãi Nhật này. Bản này sử dụng cái đầu rắc, đây là rắc của Hitachi, nhưng mà rắc AV là rắc Hitachi. Đấy, dây Hitachi, rắc dây Hitachi mới rắc kim loại, cắm đầu rắc cái mạ vàng, cắm rút thì vô cùng êm ái và chặt chẽ. Đấy, những cái đầu rắc này anh em mà sử dụng thoải mái, không bao giờ nó, anh em có sử dụng lâu ấy, không bao giờ nó bị han bị gì như những dòng dây thông thường đâu. Đấy, anh em chỉ có thể nó cũ đi, anh em lấy khăn này anh em lau đi, nó lại rất là sáng. Đầu rắc này được mạ vàng nhá, tiếp xúc rất là tốt. Đấy, cốt dây khá lớn này, chắc chắn, cắm rút thì vô cùng êm ái và chặt chẽ này, khả năng truyền tải tín hiệu cực kỳ tốt. Đấy, những cái bộ tiêu chuẩn này dài 1 mét anh em nhá, RCA hai đầu AV
và dây ba lăng cân bằng hai đầu calon được cái, thì nó sẽ có nhiều màu khác nhau để anh em có thể lựa chọn màu đen, màu ghi xám hoặc là màu trắng cũng có. Và ngoài những cái bản dây RCA hai đầu AV hay dây ba lăng cân bằng hai đầu calon được cái, sẽ có những cái bộ là một đầu calon cái, một đầu AV hoặc một đầu calon đực, một đầu AV tùy theo thiết bị của anh em. Và có những dòng dây súp, thì thường hay sử dụng là một cái đầu calon cái ra hai đầu AV như này. Đấy, đầu calon cái là sử dụng là đầu của Liltrich và đầu AV là sử dụng đầu của Hitachi. Đấy, bản này thì cũng có rất nhiều kích thước để anh em có thể lựa chọn. Đấy, 1 mét, mét rưỡi, 2 mét, 3 mét, 4, 5 mét đều có. Hoặc là những một đầu 3.5 ra hai đầu AV thì sẽ có hai bản. Một bản là sử dụng là đầu rắc của Hitachi này, AV Hitachi và đầu 3.5 này. Hoặc là cái bản màu trắng này là Hotech bãi Mỹ. Đấy, nguyên bản nguyên zin và bản Hotech bãi Mỹ này thì chỉ có 4 kích thước thôi, 1,5 m, 2 m, 3 m và 5 m để anh em có thể lựa chọn. Và cái bản dây một đầu 3.5 ra hai đầu AV của Hitachi này thì có nhiều kích thước để anh em có thể lựa chọn, 1 m, 2 m, 2 m rưỡi, rồi 3 m, 5 m, thậm chí 7 m, chục mét đều có, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em. Ngoài ra thì sẽ có những cái dòng dây cho micro, micro có dây hay micro không dây. Micro không dây là hai đầu 6 ly, còn những dòng dây mic có dây thì một đầu 6 ly, một đầu calon cái, có rất nhiều để anh em có thể lựa chọn tùy theo cái thiết bị của anh em. Dây RCA hai đầu AV và Hitachi bãi Nhật này, hoặc là những bản dây ba lăng cân bằng hai đầu calon được cái này, những bản như này dài có độ dài tiêu chuẩn là 1 m là 220.000 một bộ và ship toàn quốc 30.000, tổng là 250.000 một bộ anh em nhé. Anh em có thể lựa chọn dòng dây hai đầu AV màu đen, màu ghi xám hoặc màu trắng, hoặc dây ba lăng cân bằng ấy, dài là 1 m. Và ngoài những cái bản 1 m, anh em mà cần những cái bản dài hơn 1 m rưỡi, 2 m, 3, 4, 5 m cũng đều có. Và cái dây súp đâu vậy, một cái sợi dây súp một đầu calon cái hai đầu AV này, đấy, dài 1 m cũng chỉ có 160.000. Anh em mà cần cái bộ dài hơn có rất nhiều, anh em lựa chọn nhé. Và dây một đầu 3.5 ra hai đầu AV bản Hotech trắng của bãi Mỹ, đúc nguyên bản nguyên zin này, thì có 4 kích thước, 1,5 m 280.000, 2 m là 320.000, 3 m là 380.000 và 5 m là 450.000 nhé. Có duy nhất 4 kích thước thôi. Anh em mà cần kích thước dài ngắn như nào để anh em có thể yêu cầu gửi cho anh em đó. Và trên đây thì Quang Minh Audio có giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác anh em một số cái dòng dây tín hiệu bãi Nhật xịn mà Quang Minh tuyển chọn để giới thiệu cho anh em. Đấy, những dòng dây ba lăng cân bằng hai đầu calon được cái hay dây RCA hai đầu AV. Đấy, hoặc những dòng dây súp hoặc là dây 3.5 ra hai đầu AV, anh em có thể lựa chọn nhé. Anh em mà cần cái loại nào thì anh em có thể liên hệ với Quang Minh Audio theo số điện thoại phía trên này, 0944737321, cửa hàng là 609 Trường Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Quý vị và các bạn, các bác anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng trải nghiệm nhé. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em. Quý vị và các bạn, các bác cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em trong những video clip kế tiếp nhé.